Theo Liên Hợp Quốc, những rủi ro đối với các nhân viên cứu trợ nhân đạo ở Gaza là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Israel phối hợp hiệu quả hơn với các nhóm công tác của tổ chức này. Phát biểu trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh, các hoạt động nhân đạo đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công ở Gaza. Tôi nghĩ chúng ta đều biết số lượng nhân viên cứu trợ nhân đạo bị thiệt mạng. Chúng tôi đã nhiều lần nói về các đoàn xe nhân đạo bị bắn, và đặc biệt là chúng tôi cũng đã nói về những khu vực dù đã giảm xung đột nhưng vẫn bị tấn công, các bệnh viện, nơi trú ẩn, và những rủi ro đang ngày càng trở nên không thể chấp nhận được. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuần trước cho biết đã xuất hiện tình trạng mất kiểm soát ở Gaza và điều này cản trở nghiêm trọng các hoạt động cứu trợ. Theo thống kê, đã có 36.000 xe tải viện trợ các nhu yếu phẩm cần thiết vào Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra.